Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Để mở đầu cho Tinh Tế Update 39 ngày hôm nay, sau bao lâu không gặp nhau, thì sẽ là thông tin về xe điện mới nhất của VinFast. Đó chính là VinFast Theon và VinFast Felix. Hai mẫu xe điện này được định giá trong phân khúc xe điện cao cấp nhất tại Việt Nam. Trong đó thì phiên bản Theon của chúng ta sẽ có mức giá cao hơn là 81,1 triệu đồng, còn Felix thì sẽ là 63,3 triệu đồng. Ở trong khi đó thì Theon chúng ta đã bao gồm cả mức giá pin là 2 pin, còn Felix thì vẫn chưa có mức giá pin. Và có thể thấy là cái mức giá của xe điện Theon của chúng ta là 81,1 triệu đồng cũng đang tiệm cận với chiếc Honda SH125i. Và với cái mức giá này cũng như là những công nghệ mà nó được tích hợp thì cũng không thua kém gì những cái mẫu tay ga cao cấp hiện tại. Đầu tiên là VinFast Theon của chúng ta sẽ có cân nặng lên đến 146 và đã cộng cả dung lượng pin luôn rồi. Tiếp theo đó thì cái chiếc Honda SH cũng chỉ nặng khoảng 134kg mà thôi. Một số công nghệ nổi bật mà xe Theon sở hữu chẳng hạn như là đồng hồ tốc độ LCD màu này, điều khiển khóa mở xe thông qua ứng dụng điện thoại này, hay là cập nhật phần mềm xe thông qua điện thoại luôn và định vị xe bằng GPS. Ngoài ra có một cái đặc biệt là ở chiếc xe điện này còn được trang bị hệ thống phanh ABS cao cấp, hai kênh và chìa khóa thông minh. Trong khi đó thì ở phân khúc thấp hơn thì VinFast Felix của chúng ta sẽ không được trang bị thắng ABS, mà thay vào đó chỉ có phanh đĩa cho bánh trước và phanh tay trống cho phía bánh sau mà thôi. Và tuy nhiên thì hệ thống chiếu sáng trên cả Felix cũng như là Theon vẫn hiện đại với công nghệ là đèn LED toàn bộ và đèn pha trước dạng đèn LED projector, trong khi đèn hậu và đèn xi nhan là đèn LED mảnh. Tiếp theo là thông tin về chiếc đồng hồ đeo tay Xiaomi Watch do anh Long trên tay. Và như mọi người biết thì anh Long là một người rất là hay vận động và luôn sưu tầm những cái thiết bị cũng như là sản phẩm công nghệ liên quan cái việc vận động của mình. Cũng như mọi người biết thì biệt danh của anh Long là anh Long Run, cho nên là cái thiết bị Xiaomi Watch lần này được anh Long đánh giá rất cao thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để xem xét đến có nên mua hay không. Và có 3 điều để mọi người lưu ý về cái sản phẩm này. Thì đầu tiên đây là một chiếc đồng hồ đến từ Xiaomi phục vụ cho việc vận động, tập luyện những cái tập thể thao, nhưng mà nó lại có một cái trọng lượng vô cùng nhẹ. Tiếp theo đó là dung lượng pin của nó rất ấn tượng khi mà với cường độ tập là từ khoảng 30 đến 45 phút một ngày và 5 lần một tuần như vậy thì mức pin sẽ giữ được khoảng từ 8 đến 9 ngày. Và mức pin này là khá ấn tượng bởi vì chiếc Xiaomi Watch của chúng ta đang được trang bị một màn hình OLED với độ phân giải rất cao. Và cuối cùng là về mức giá, đây là cái phần quan trọng nhất. Thì theo anh Long đây là một mức giá rẻ, tầm khoảng 3 triệu rưỡi mà thôi. Nhưng chúng ta sẽ được sở hữu gì? Một chiếc đồng hồ phục vụ cho rất là nhiều bài vận động thể thao riêng biệt. Và ngoài ra thì nó có dung lượng pin cao mà còn lại nhẹ nữa, mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người thích. Tiếp theo sẽ là Face ID, là một công nghệ thời thượng trên những chiếc iPhone hiện nay. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi là liệu Face ID sẽ có mặt trên những chiếc máy Mac hay chưa? Và nếu như có xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện vào khi nào? Theo một báo cáo của Bloomberg thì Apple trước đó đã từng có kế hoạch cho việc này. Tuy nhiên hiện tại thì nó đã bị dời lại ít nhất là phải đến cuối năm nay hoặc là phải sang năm 2022. Lý do thì không ai biết được ngoài Apple cả. Tuy nhiên thì dự đoán nếu như họ sử dụng công nghệ này lên trên những chiếc máy Mac của mình thì doanh số sẽ tăng cao nhiều hơn. Lý do là bởi vì MacBook Pro và iMac là hai dòng máy bán chạy nhất của Apple. Nếu như trang bị Face ID thì nhiều khả năng doanh số sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đặc biệt là Apple hoàn toàn đủ khả năng để làm việc này, tức là mang Face ID lên cho những dòng máy Mac. Ở vị trí thứ tư sẽ là thông tin về phụ kiện sạc dành cho nhà táo. Đây là bộ sạc MagSafe Duo dành sạc cho cả iPhone cũng như là những chiếc Apple Watch. Nó sẽ có hai bộ phận riêng biệt, có thể mở ra và gấp lại. Ở bên trái thì sẽ là cái vị trí sạc cho những chiếc iPhone 12 với MagSafe, và bên phải của chúng ta thì sẽ là Apple Watch với chuẩn sạc Qi. Chất liệu ở bên ngoài thì cái sản phẩm này nó không phải là da đâu, mà mất tiếng cho biết là nó là chất liệu silicone mà Apple bọc bên ngoài cái phím iPad Pro hoặc là Smart Case cho AirPods Max vậy. Gặp lại thì nó sẽ nhỏ gọn hơn và nằm gọn trong bàn tay của chúng ta. Apple có dập một cái logo quả táo lên phía trên để nhận diện thương hiệu rõ ràng hơn. Có một điều mà bạn cần phải lưu ý thì đây là một sản phẩm với mức giá không hề rẻ. 129 USD là tầm khoảng 3 triệu đồng cho một sản phẩm sạc đôi. Tại thị trường Việt Nam thì có thể là nó sẽ không tiếp cận đến với được nhiều người. Ngoài việc ra mắt xe máy điện thì vừa rồi VinFast cũng ra mắt 3 dòng xe hơi điện mới của mình là VinFast VF31, 32 và 33. Và cả 3 dòng xe này đều được trang bị tính năng tự hành ở cấp độ 3. Và theo VinFast cho biết thì đây là các mẫu SUV nằm trong nhóm ít các xe trên thế giới có nhiều tính năng tự hành ở cấp độ 3.
Ngoài ra thì bản cao cấp của cả ba dòng xe này đều có thể trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 giúp chúng ta có thể thứ nhất là tìm được chỗ đỗ xe này một cách tự động, cùng khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh để triệu hồi xe. Ngoài ra thì cũng có thể tự thiết lập bản đồ 3 chiều duy nhất trên thị trường hiện nay. Và cuối cùng, một đặc điểm nữa rất nổi bật đó chính là khoang cabin của ba dòng xe đều được trang bị những tính năng mang tính tương lai, có thể kể đến như là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI này, deep learning, học sâu, máy học và nhận diện gương mặt cũng như là trợ lý ảo đa ngôn ngữ. Và cuối cùng là vài trải nghiệm của anh Minh Đức về việc trải nghiệm sản phẩm Books Note Air. Đây là một thiết bị đọc sách với những tính năng rất là hiện đại và thông minh. Đầu tiên có thể kể đến đây là một thiết bị mỏng nhẹ giúp cho cái việc đọc sách, đọc truyện, đọc tài liệu của các bạn trở nên dễ dàng hơn và tiện lợi hơn. Tiếp theo thì nó có màn hình là e-ink 4 mức refresh rate luôn và nó giống như một cuốn sổ tay ghi chép. Theo anh Đức cho biết thì về phần cứng quản lý pin khá là tốt, dùng chip Snapdragon 636 bạn có thể xem cả video trên chiếc máy này. Và ngoài ra thì với 32GB ROM cũng sẽ cho bạn một dung lượng lưu trữ cao. Có một điểm đặc biệt hơn nữa là màn hình nó sẽ có nhiều cấp độ nhiệt độ màu để cho mọi người có thể lựa chọn. Và cuối cùng thì nó sẽ được dùng như một cuốn sổ tay bởi vì có một cây bút kèm theo, kèm một cái bản cover nữa. Có thể nói là một cuốn sách mà có thể mang đi khắp mọi nơi. Và đó là tin tế update số thứ 39. Và bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Bạn thích thông tin nào nhất thì đừng quên để lại phía dưới và bình luận cho Đan Anh cũng như là các anh em tin tế biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.